Dạ vâng, em Hoàng xin kính chào tất cả các bác và anh em nhé. Trong video clip này thì em sẽ lên với tất cả bác đó là những mẫu dây tín hiệu âm thanh này. Và trước khi đi vào những cái dòng sản phẩm em quay trong video clip này thì em có hai dòng dây loa em sẽ sell cho tất cả bác với một mức giá cực kỳ là rẻ nhá, giá lộ nha các bác. Tại vì hai đơn hàng bị bom. Đó, một đơn bị bom còn một đơn thì một bác là mua dây ngắn nên bác đổi dây dài hơn nhá. Đây là đơn hàng bom này. Người nhận đổi ý không mua nữa, tức là ra ngoài kia gọi ăn khách thì không biết lý do tại sao anh không lấy hàng nữa. Đó thì bên vận chuyển người ta trả về cho em. Và đây là dòng dây loa quảng neo tắt nha các bác, neo tắt này. Neo tắt có mã là NE800S. Dòng này thì em bán rất là nhiều cho tất cả bác rồi. Và đây là một dòng dây loa cực kỳ là chất lượng nhá. Dòng dây loa cho một chất âm đều ba dại. Em đã lên như thế này, bọc ống nhiệt ống đồ đầy đủ rồi nhá. Và đây là hai đoạn, mỗi đoạn là 2,5 m nha các bác, 2,5 m. Giá bữa trước em bán cũng tầm khoảng 1,7-1,8 gì đấy. Đó, nhưng mà đoạn này thì em bị bom về thì em cũng xả thôi. Cái này là xả lộ luôn đấy, để mà mình xua đi cái rủi ro nhá. Đó thì em sẽ để cho tất cả anh em và các bác nào nhận tay với giá là 1 triệu nha các bác, 1 triệu nha. Đó, chỉ có được một đoạn thôi nha các bác. Đó, nhận tay thì liên hệ cho em. Rồi, đây là hai đoạn dây quảng Harmony. Bán cho một bác khách nhá. Đây cũng bán cho một bác khách nhưng mà bác khách về bảo là dây nó hơi ngắn, tại vì 2,2 m thì kệ của bác để là 2,5 m nha. Thì hơi ngắn thì bác bảo đổi lại cho bác đoạn dài hơn. Thì đây em cũng thanh lý cho tất cả bác với giá nó rất là rẻ nha. Thường ngày thì em bán sẽ là 381 m, nhưng cái này hai đoạn, mỗi đoạn là 2,2 m, cho 4,5 m đi. Đó, 4,5 m thì em để cho tất cả các bác với giá là 1,3 triệu nha, 1,3 triệu. Đây là em thanh lý nhá, em thanh lý. Đó, em sẽ thanh lý hai đoạn như vậy. Bác nào lấy thì nhanh tay liên hệ cho em nhá. Số lượng chỉ có được duy nhất hai đoạn này thôi nha các bác. Rồi, thì bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu những cái dòng sản phẩm em quay trong video clip này nhá. Trước hết giới thiệu tới tất cả bác đó là bộ dây ban lan đực cái của hãng Capella này. Dòng này sử dụng lõi đồng 6N Single Crystal. Những dòng dây sử dụng công nghệ lõi dặn như thế này là những dòng dây cực kỳ là cao cấp và rất là đắt tiền nhá. Đó, các bác nhìn này, rất là phê. Đó, và đây là đầu jack Canon nhá, đầu jack Canon carbon. Bên em thì hàn chống nhiễu một chiều đầy đủ luôn. Các bác về cắm rất là êm, cũng như là cho tín hiệu âm thanh cực kỳ là hay, rất là ổn định, không sôi, không nhiễu, không ù xè nhá. Dây rất là đẹp, rất là to, chống nhiễu một chiều này. Đó, số lượng thì hôm qua em quay video thì em cũng bán được 4-5 cặp rồi. Nay cũng còn khá nhiều nhá. Loại này em có nửa mét này, có 1 m đầy đủ nhá. Bác nào lấy cứ liên hệ cho em. Và một bộ như thế này em để cho tất cả bác với giá chỉ có 900 một cặp thôi nhá. 900 một cặp, quá là rẻ cho một cặp dây ban lan đực cái của hãng Capella. Đó, ok chưa? Rồi, đi qua dòng dây thứ hai. Đây là dòng dây của hãng Kenford này. Đó, về em chưa vệ sinh này. Khi các bác mua thì tất nhiên em sẽ vệ sinh sạch sẽ em mới gửi nha. Kenford có mã là BBC 2x400 mm. Dòng này sử dụng công nghệ lõi đồng Copperlight Speaker Copper. Đó, dây này có đường kính là 16 ly. Và em sẽ tắt căn phần vỏ để cho tất cả bác cùng xem được chi tiết ruột gan của dòng dây loa này nhá. Đây là một dòng dây loa lõi đồng nên nó sẽ đánh rất là mạnh, rất là uy lực. Các bác cũng có thể sử dụng mình chơi các dòng súp bass 40-50, súp kép, súp đơn đều đánh rất là ok nhá. Các bác nhìn vỏ này. Dây này thật mà các bác luồn ở trong tường thì không biết bao giờ mới hỏng hết nha các bác. Đây, đây là lớp vải nha. Đó, lớp vải này.
hai lớp vải dù. Và đây là chi tiết lõi đồng ở bên trong. Lõi 400ml nha các bác, lõi 400ml. Các bác nhìn này. Lõi đồng đỏ óng luôn, rất là xịn nha. Đó, rất là xịn, rất là phê. Đặc trưng của dòng dây loa này thì nó sẽ hỗ trợ tốt nhất là ba dải, nhưng nó sẽ mặn về bên dải bát nha. Tại vì đặc trưng của dòng dây loại đồng thì nó sẽ cho bát sâu, chắc, ấm tiếng nha. Đó, dòng dây made in England này. Rất đẹp nha. Hàng vải như thế này là quá là đẹp rồi. Hàng tuyển chọn đấy. Và giá của dòng dây loa quảng Kenford này, giá bên em để cho tất cả bác với một mức giá rất là rẻ nha. Giá chỉ có 200.000 đồng một mét thôi. Loại đồng như thế này thì quá là chất lượng rồi. Rồi, thì bác nào có nhu cầu về những cái dòng sản phẩm trong video clip này, các bác cứ nhấc máy liên hệ cho em theo số điện thoại Zalo em để ở phía dưới nha. Bên em sẽ ship hàng toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra ok, đúng hàng rồi mới thanh toán nha. Rồi, em Hoàng xin kính chào tất cả các bác và anh em. Hẹn các bác ở các video clip tiếp theo. Xin chào.